Đây là cách tạo nhiệt cho keo chim sẻ này nha này. Đấy, anh em lưu ý thợ mới chơi thì tham khảo. Đầu tiên thì là mình phải khò nóng cái keo lên, để cũng như là đun nấu sôi cái keo lên. Đấy, rồi mình kéo ra kéo vào để cho cái keo nó có nhiệt độ. Đấy, cầm bao giờ thấy bỏng bỏng keo, dính tay thì bắt đầu anh em chuyển ra là cuốn nhé. Đấy, keo này cũng giới thiệu cho anh em đó là cái keo mủ. Hàng này thì đánh chịu nhiệt rất là tốt, bởi vì cái thời tiết đi đánh chim sẻ thì anh em biết rồi. Đấy, nó cứ dao động từ tầm khoảng 25 cho tới là 37-40 độ C. Cái keo không chuẩn là không chơi được. Còn cũng chia sẻ luôn cho anh em là cách quấn keo vào cần. Đây, anh em quấn làm sao mà cho nó hợp lý đi đánh nó được nhiều. Đấy, đây là cái kiểu quấn mới, là quấn ốp cần. Đấy, chỉ cần kéo ra như thế này thôi, kéo đến đâu là anh em ốp tay vào đấy. Đó, đơn giản, hiệu quả. Cuốn như này thì keo nó sẽ giảm được cái độ bóng, và cái thứ hai nó không bị gợn keo để đánh con khuyên hay là con sẻ này nó xuống mạnh hơn. Để làm lại keo mới như thế này mà đi gặp đàn chim mới thì đánh thích lắm anh em ạ. Chỉ một chút thôi. Đây, anh em lưu ý keo đến đâu là ốp bên đấy. Một lúc là xong một cần rồi. Làm này nhanh hơn cuốn kiểu kia nhỉ anh nhỉ. Thế là xong cần keo như thế này. Đây là cái mẫu cần trên cần dưới. Đấy, test keo dính hay không. Chập móng tay vào kéo ra. Đấy, thấy nó bám. Đấy, bám kéo dài ra là ok. Cần keo này thì giới thiệu cho các bác luôn là cơ sở bên nhà em là lấu làm ra keo này. Đấy, đối với bác nào mà có nhu cầu mua keo này thì liên hệ. Em để cái số điện thoại ở dưới góc màn hình video ấy. Anh em điện đến thì em sẽ tư vấn cho anh em là cái thứ nhất là cách sử dụng keo, cái thứ hai là bẫy như thế nào để cho anh em kiếm ăn được. Một video thì chia sẻ cho anh em cách tạo nhiệt cho keo đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.